Xin chào các bạn, mình là Dung đây. Hôm nay mình sẽ lên phố Incheon để thăm viếng những người đã mất. Như các bạn đã biết thì ở những ngày qua ở Hàn Quốc đã xảy ra một sự việc rất là thương tâm, đó là sự giẫm đạp lên nhau trong ngày lễ Halloween, làm hơn 100 người mất. Con phố đã xảy ra sự việc đau lòng trong buổi tối ngày hôm đó. Hàn Quốc đã để quốc tang một tuần. Đây là nơi để tưởng niệm những người đã mất. Các bạn có thể nhìn thấy đằng xa, đó chính là con hẻm xảy ra sự việc thương tâm. Hiện tại đang bị phong tỏa và rất nhiều nhà báo thì đứng ở đầu ngõ. Họ đang xem xét hiện trường. Mọi người có thể xem là rất đông người quan tâm đến sự việc này. Họ đã từ xa đến đây để thăm viếng những người đã khuất. Ai cũng xót xa. Mọi người có thể nhìn thấy là con hẻm này rất là ngắn, nhưng mà cuối con hẻm lại có hai ngã rẽ, nên lượng người đổ từ hai ngã rẽ đi về con hẻm này rất là lớn, nên mới xảy ra sự việc thương tâm. Đây là nơi cầu siêu và cũng là nơi để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ sự việc Incheon. Các bạn có thể thấy là người dân Hàn Quốc rất là đau lòng cho các nạn nhân và người nhà của họ. Hy vọng rằng cuộc sống của gia đình nạn nhân sẽ được thoáng hơn và mong họ sẽ bình tâm trở lại, vượt qua nỗi đau này. Thank you.